Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã làm việc với lãnh đạo huyện Đam Rông và Lâm Hà về công tác quản lý bảo vệ rừng, việc giải ngân vốn đầu tư công và tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền huyện Đam Rông, Lâm Hà đã tham dự. Tại huyện Đam Rông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa công tác quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 215 thuộc địa phận xã Phi Liên. Đây là khu vực hay xảy ra nạn xâm hại rừng thời gian qua. Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện và lập biên bản 30 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2021, diện tích thiệt hại 8,8 ha, giảm 9%, khối lượng lâm sản thiệt hại trên 18 mét khối, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Huyện Đam Rông đã hoàn thành công tác rà soát để điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Công tác trồng rừng đang được đẩy mạnh để hoàn thành kế hoạch trong mùa mưa. Về giải ngân vốn đầu tư công, tổng mức vốn được phân bổ năm 2022 hơn 230 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 85 công trình dự án, giá trị đã giải ngân được hơn 150 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch. Đối với huyện Lâm Hà, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ và kế hoạch đề ra. Tổng diện tích cây trồng đạt trên 54.000 ha. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, 9 tháng đầu năm phát hiện 14 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 23 vụ so với cùng kỳ. Diện tích bị xâm hại trên 1,2 ha, giảm 1,6 ha. Lâm sản thiệt hại 44 mét khối. Toàn huyện đã trồng được hơn 52 ha rừng, đạt 85% kế hoạch. Đối với lĩnh vực đầu tư công, năm 2022, huyện Lâm Hà được bố trí tổng vốn gần 428 tỷ đồng, đã giải ngân thanh toán 239 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của ngành chức năng tại hai huyện Đam Rông và Lâm Hà trong việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư công. Cả hai địa phương đều thực hiện giải ngân cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, cả hai huyện Lâm Hà và Đam Rông cần tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn vướng mắc, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại rừng và các vấn đề liên quan tới đất lâm nghiệp. Đặc biệt cần lưu ý thực hiện nghiêm công tác quy hoạch ba loại rừng theo đúng quy định. Đề nghị các đồng chí là đẩy nhanh cái tiến độ về phân loại ba loại rừng. Đất nào mà của dân nha, của dân mà đã ổn định lâu dài mà không tranh chấp thì các đồng chí không phải đưa vào phương án, các đồng chí chỉ đạo của ban cấp bây giờ. Thì mà nếu đất công mà đưa ra là cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu thì đưa cho dân, hoặc là cái đất mà có khả năng thu hút đầu tư về sản xuất nông nghiệp công cao thì thu hút đầu tư. Các dự án giao khoán lâm nghiệp là không được chuyển cho cái từ đất công sang đất tư, thì các đồng chí rà soát lại. Nếu như mà trước đây mà đất lâm nghiệp sau này mà do cái quá trình chất lượng tư vấn mà 2016 đất nông nghiệp đã hình thành trước, nhưng mà 2016 là đưa cái dự án này trở thành đất lâm nghiệp, thì giờ là những diện tích này là hợp pháp chuyển lại trả cho dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cả hai huyện Đam Rông và Lâm Hà cần phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đầu tư công, sản xuất nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương trong các tháng còn lại của năm 2022.